Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin khởi tố công ty Việt Á hàng ngàn tỷ đồng đã bị Bộ Y tế bỏ mặc để rơi vào tay mafia y tế như thế nào. Vụ công ty Việt Á bị khởi tố cho thấy giá xét nghiệm đã bị thổi bùng lên mức trên 500.000 đồng trên một lần xét nghiệm để bán cho cơ quan kiểm soát dịch bệnh CDC của 62 tỉnh thành với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng, nay đã bắt đầu được phanh phui sau 3 tháng điều tra. Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh, mạng xã hội từ nhiều tháng trước đã rầm rộ đưa tin về giá xét nghiệm COVID được áp dụng quá cao vì Bộ Y tế khống chế giá sàn là 238.000 đồng trên một lần xét nghiệm và có nơi thu người dân đến 700.000 đồng cho một lần xét nghiệm. Trong khi đó, giá xét nghiệm ở châu Âu chỉ tương đương vài chục ngàn đồng. Đây là hình ảnh giáo viên dạy yoga ở Bình Dương bị cưỡng chế xét nghiệm một cách dã man, nay đang khởi kiện chính quyền. Nhiều người dân tỏ ý ngạc nhiên không hiểu vì sao Bộ Y tế và Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh CDC của 62 tỉnh thành có thể trở nên quá ngây thơ để công ty Việt Á xỏ mũi bán với giá trên trời đến như vậy. Tờ báo Tuổi Trẻ mô tả rằng các trinh sát phải mất nhiều tháng lăn lộn tại nhiều tỉnh thành theo dõi đường đi để bóc tách được hành vi móc ngoặc thổi giá của các bị can. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng thông tin trên mạng Internet ngày nay hầu như sờ sờ ra đấy, chỉ trong vài cái click chuột đã có thể đoán ra thủ phạm thổi giá và vô số bài viết đã kêu gào công khai. Sau khi nhiều ngàn tỷ đồng đã thất thoát thì nay mới chỉ có một công ty Việt Á bị khởi tố là điều khó hiểu về trình độ của các điều tra viên Việt Nam từng được đại biểu Quốc hội khen là giỏi nhất thế giới. Trong khi người dân bị thất thu, bị mất thu nhập, rơi vào cảnh khốn cùng, bị cưỡng ép phải xét nghiệm thì giá xét nghiệm bị thả nổi đến mức hàng trăm bài báo trong nước mô tả rằng loạn phí xét nghiệm hay giá xét nghiệm COVID đang nhảy múa. Theo tính toán của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu thì hàng ngàn tỷ đồng đã bị lãng phí khi chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là bắt buộc 100% người dân phải đi xét nghiệm để truy tìm F0. Trong một bài viết, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã phân tích rằng người Việt Nam đã chịu chi phí xét nghiệm COVID-19 cao hơn người Đức trung bình khoảng từ 100 đến 400 lần. Hôm 19 tháng 12, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á, vì cấu kết với các trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC ở các tỉnh để nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19. Đây là hình ảnh ông Phan Quốc Việt bên trái và các bị can bị khởi tố vào hôm 19 tháng 12. Ông Phạm Duy Tiến, giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh CDC tỉnh Hải Dương và Nguyễn Mạnh Cường, kế toán trưởng của CDC Hải Dương, Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á, Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ công ty Việt Á cũng bị khởi tố. Sau khi được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho bộ kit xét nghiệm COVID-19, từ tháng 4 năm 2020 cho đến nay, công ty Việt Á đã cung cấp bộ kit xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và các cơ sở y tế khác của 462 tỉnh thành trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Ban đầu, khi dịch bùng phát và tình thế cấp bách, Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế cho các bệnh viện, CDC và các tỉnh, thành phố sử dụng trước. Sau đó, Việt đã thông đồng với lãnh đạo của các đơn vị này hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu bằng cách sử dụng các biện pháp nhân trong hệ thống lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo cáo giá cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Công ty cổ phần công nghệ Việt Á của Phan Quốc Việt đã nâng khống giá thiết bị, chi phí, nguyên vật liệu để nâng giá bán lên tới 470.000 đồng trên một bộ kit và thỏa thuận chi tiền phần trăm hợp đồng cho các lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố để cung cấp các bộ kit xét nghiệm này. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định công ty Việt Á đã bán kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị là 151 tỷ đồng. Trong đó, bị can Phan Quốc Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tiến, giám đốc CDC Hải Dương, số tiền gần 30 tỷ đồng. Đây là hình ảnh văn bản đã được đưa lên Thời báo .d rằng Bộ Y tế chỉ định thầu buộc các tỉnh như Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh phải mua của tập đoàn Vingroup hàng chục triệu bộ test COVID với lý do kỳ quặc rằng Vingroup không phải là nhà thầu, không có kinh nghiệm bán sinh phẩm xét nghiệm.
cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt, 20 bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác, 8 bất động sản của Phạm Duy Tiến, v.v. C03 cũng đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, yếu tố tư lợi, v.v. Ra soát, kê biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, cũng theo khảo sát của báo Tuổi Trẻ, còn nhiều tỉnh thành đã mua kit xét nghiệm của Việt Á với mức giá từ 470.000 đồng test PCR như Hải Dương, thậm chí mua ở mức giá cao hơn. Tỉnh Bắc Ninh phê duyệt mua 10.000 bộ test PCR của Việt Á cho CDC tỉnh Bắc Ninh với giá 470.000 đồng một bộ. Tỉnh Nam Định cũng mua 13.536 bộ test tương tự của Việt Á giá 509.000 đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng mua 70.000 bộ kit test với giá 509.000 đồng. Cũng theo khảo sát của báo Tuổi Trẻ, hầu hết các tỉnh thành, bệnh viện mua kit test của PCR của Việt Á thời gian qua đều mua với giá từ 470.000 đồng một bộ trở lên. Trong khi đây là mức giá mà CDC Hải Dương đã mua và giám đốc CDC Hải Dương bị bắt cùng tổng giám đốc Việt Á do nhận phần trăm gần 30 tỷ đồng. Bên hình ảnh, hàng trăm bài báo trong nước mô tả tình trạng loạn giá xét nghiệm từ nhiều tháng trước. Ông Phan Quốc Việt, 41 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, từng chia sẻ với báo chí, ông là một con người, con ngành y, với chuyên ngành sinh học phân tử Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Và may mắn hơn khi công ty của ông được Học viện Quân y lựa chọn đối tác hơn chục năm qua. Đáng kể như việc hợp tác với Học viện Quân y sản xuất thành công kit xét nghiệm COVID-19 Made in Việt Nam vào tháng 3 năm 2020. Tháng 4 năm 2020, công ty được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành kit test COVID-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Tại thời điểm này, ông Phan Quốc Việt cho biết năng lực sản xuất của công ty là khoảng 10.000 bộ trên mỗi ngày. Khi cần huy động có thể tăng công suất lên gấp 3 lần. Giá mỗi bộ từ 400 đến 600.000 đồng một bộ test, gấp hơn thế giới rất nhiều lần. Trước khi sản xuất thành công bộ kit xét nghiệm COVID-19 Made in Việt Nam, công ty Việt Á cũng được Bộ Y tế cấp phép sản xuất 15 bộ kit thử, trong đó có nhiều tác nhân gây bệnh lao, viêm gan A, viêm gan B, tay, chân, miệng và các loại bệnh khác. Ngoài bộ kit test, công ty Việt Á cũng trúng rất nhiều gói thầu tại các bệnh viện lớn trên cả nước. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, công ty này đã trúng gói thầu cung cấp hóa chất sinh phẩm xét nghiệm chuyên khoa và dung dịch khử khuẩn. Gần đây, công ty Việt Á cũng trúng gói thầu cung cấp hóa chất vật tư tiêu hao theo máy và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai. Đây là hình ảnh chọc mũi là nguồn tài nguyên vô tận của nước ta, biếm họa của La Thanh Hiền sau sự kiện Bộ Y tế phê duyệt giá xét nghiệm cao gấp hơn chục lần giá mua vào. Cuối tháng 2 năm 2020, Việt Á cũng nhận được các nguyên liệu cuối cùng để hoàn tất sản phẩm. Với thời gian xét nghiệm COVID-19, bao gồm cả chuẩn bị mẫu là 2 giờ, giảm hơn rất nhiều so với trước đó muốn xét nghiệm phải giải trình tự gen, thời gian phát hiện ca dương tính kéo dài. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ họp báo công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ kit test RT-PCR phát hiện virus COVID-19 sản xuất từ đề tài độc lập cấp nhà nước, tức là nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR phát hiện virus corona chủng mới, sản phẩm do Học viện Quân y nghiên cứu Việt Á sản xuất. Thời điểm đó, bộ test mà Việt Á tham gia phát triển ra đời là niềm hy vọng chống dịch. Cũng vào tháng 3 năm 2020, khi dịch bùng phát tại Hà Nội và khu vực phía Bắc sau ca bệnh số 17, Việt Á cho Hà Nội mượn rất nhiều thiết bị xét nghiệm để nâng công suất xét nghiệm tại Hà Nội, nâng tốc độ phát hiện ca bệnh và chống dịch. Theo đánh giá của các chuyên gia, chất lượng bắt virus của test Việt Á là rất nhạy, hiệu quả tốt. Ông Phan Quốc Việt khi đó đã có hàng chục đề nghị mua test từ nước ngoài. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam kết án các nhà hoạt động Liên Hợp Quốc và ngoại giao 4 nước G7 bất bình. Ravina, người phát ngôn Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền vào hôm 17 tháng 12, bày tỏ lo ngại về các vụ kết án tại Việt Nam mới đây
đối với các nhà hoạt động xã hội. Thông cáo có nói rằng, chúng tôi vô cùng lo lắng trước bản án khắc nghiệt đối với những người bảo vệ nhân quyền và đất đai bị kết tội truyền bá tuyên truyền chống nhà nước ở Việt Nam. Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền chỉ ra rằng, trong 3 ngày của tuần này, 4 nhà bảo vệ nhân quyền nổi bật bao gồm Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung và Phạm Đoan Trang đã lần lượt bị kết án tù. Thông cáo cũng nhắc đến người thứ 5 là nhà báo Lê Trọng Hùng sẽ bị xét xử vào ngày 31 tháng 12 sau khi bị giam từ tháng 3 mà không có luật sư và không được phép gặp gia đình. Đây là hình ảnh nhà báo Lê Trọng Hùng đăng ký ứng cử đại biểu Quốc hội vào năm 2021 với tư cách là ứng viên độc lập. Tuy nhiên, ông đã bị bắt trước khi kỳ bầu cử diễn ra. Ravina, người phát ngôn văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền lên tiếng tiếp, các cáo buộc chống lại 5 người này, những người đã báo cáo về nhân quyền và quyền đất đai bị bắt vào năm 2020 và 2021, dường như là một phần của chiến dịch nhằm bịt miệng và đe dọa những người lên tiếng bảo vệ nhân quyền. Tất cả các trường hợp đều tuân theo khuôn mẫu đáng lo ngại tương tự, làm nảy sinh các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến giả thiết vô tội, tính hợp pháp của việc giam giữ họ và tính công bằng của việc xét xử. Có một thời gian dài họ bị giam giữ trước khi bị xét xử, bị truy tố với tội danh mơ hồ là tuyên truyền chống nhà nước, bị từ chối tiếp cận với cố vấn pháp lý và các phiên tòa kín không tôn trọng các tiêu chuẩn xét xử công bằng quốc tế. Thông cáo đã nói như vậy vào ngày 17 tháng 12. Còn ngoại giao của các nước khác thì nói gì? Các cơ quan ngoại giao tại Hoa Kỳ, Anh và Canada đã chỉ trích Việt Nam vì bản án nặng với nhà báo Phạm Đoan Trang vào hôm 14 tháng 12. Cơ quan ngoại giao của một số quốc gia thuộc nhóm G7 cũng vừa lên tiếng sau khi tòa án tại Việt Nam xử tù nặng với một nhà báo, nhà bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang. Tòa án tại Hà Nội vào chiều ngày 14 tháng 12 tuyên án 9 năm tù đối với bà Phạm Đoan Trang về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tin cho hay một số nhà ngoại giao quốc tế đã được vào quan sát phiên tòa, gồm đại diện của các đại sứ quán Hoa Kỳ, Canada, Đức và Liên minh châu Âu. Chính phủ Pháp vào ngày 15 tháng 12 cũng lên án việc kết tội và tuyên án 9 năm tù đối với nhà báo Phạm Đoan Trang, người mà họ mô tả là một trong những nhà bảo vệ nhân quyền nổi tiếng nhất tại Việt Nam và là một trong 3 người nhận giải thưởng tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới ESF vào năm 2019. Đây là hình ảnh các nhà hoạt động đã bị xét xử liên tiếp trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 12 năm 2021 bao gồm Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương và Đỗ Nam Trung. Bộ Ngoại giao Pháp trên trang web bộ này đã kêu gọi trả lại tự do cho bà Phạm Đoan Trang và tái khẳng định cam kết về quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt. Các quyền và tự do này được đảm bảo bởi Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia. Pháp cũng kêu gọi Việt Nam tuân thủ các cam kết quốc tế mà nước này đã tự do thực hiện. Vào ngày 15 tháng 12, Sứ quán Anh Quốc tại Hà Nội cũng đưa lên trang Facebook bình luận của Quốc vụ Khanh, Bộ Ngoại giao và Phát triển phụ trách khu vực châu Á, Amadan, với nội dung như sau. Việc nhà báo Việt Nam Phạm Đoan Trang phải nhận mức án 9 năm tù là vô cùng đáng lo ngại. Bỏ tù các nhà báo chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, gửi thông điệp sai trái tới những người ủng hộ sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Vương quốc Anh cùng dòng trọng thái này sẽ tiếp tục cùng các thành viên cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại trước cách mà Phạm Đoan Trang bị đối xử kể từ khi cô bị bắt vào tháng 10 năm 2020 và đưa ra quan điểm của mình với chính phủ Việt Nam. Nhóm làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện cũng đã kết luận việc bắt giam Phạm Đoan Trang được xếp vào hành động giam giữ tùy tiện, vi phạm các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam về quyền con người. Trong suốt hơn một năm bị tạm giam, Phạm Đoan Trang chỉ được gặp luật sư đúng một lần và chưa được gặp mặt gia đình. Bản án này đã gửi đi thông điệp chống lại quyền tự do ngôn luận. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh với giải tự do báo chí vào năm 2019. Trong khi đó, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào ngày 15 tháng 12 cũng đăng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 12 lên án việc kết án 9 năm tù đối với tác giả Việt Nam Phạm Đoan Trang. Người không làm gì khác hơn là bày tỏ chính kiến của mình một cách ôn hòa. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price vào ngày 14 tháng 12 nói theo bản dịch của Sứ quán Mỹ rằng Hoa Kỳ lên án việc kết tội và tuyên án 9 năm tù đối với tác giả nhà báo Phạm Đoan Trang
người không làm gì hơn ngoài việc bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hòa. Và chúng tôi cũng ghi nhận ý kiến gần đây của nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện cho thấy việc giam giữ bà Trang là tùy tiện và vi phạm các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam về nhân quyền. Tuyên bố của Mỹ nói tiếp, Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả lại tự do cho bà Trang, người đã được quốc tế công nhận về nỗ lực thúc đẩy nhân quyền và quản trị tốt ở Việt Nam, đồng thời cho phép tất cả cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của mình mà không lo sợ bị trả thù. Chúng tôi cũng hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo rằng luật pháp và các hành động của họ thống nhất với các điều khoản về nhân quyền của Hiến pháp Việt Nam cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Vào ngày 14 tháng 12, trang Facebook của Đại sứ quán Canada cũng bày tỏ vô cùng quan ngại việc tuyên án này. Đây là hình ảnh Đại sứ quán Canada tại Việt Nam viết rằng họ vô cùng quan ngại trước tuyên án của bà Phạm Đoan Trang. Rằng chúng tôi cũng quan ngại về những nỗ lực không ngừng của các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm hạn chế quyền tự do truyền thông, một tiên thiết yếu của việc bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Chúng tôi cũng kêu gọi nhà chức trách Việt Nam cho phép các nhà báo hành nghề mà không sợ bị bắt giữ, sách nhiễu hoặc bị trả thù, đồng thời chấm dứt kiểm duyệt và kiểm soát diện rộng đối với các phương tiện truyền thông và nới rộng hơn tự do ngôn luận. Chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia tuân thủ các nghĩa vụ nhân quyền của họ theo luật pháp quốc tế, bao gồm quyền tự do quan điểm và biểu đạt. Trên trang Facebook của Văn phòng Liên minh châu Âu tại Việt Nam, cho tới ngày 15 tháng 12, chưa đưa ra thông cáo gì về vụ xử này, còn Facebook của Tòa đại sứ Đức đăng thông điệp về quyền con người trong chính sách đối ngoại của Đức, rằng số hóa và các công nghệ mới đang thay đổi cuộc sống của chúng ta. Trong quá trình này, việc tuân thủ các quyền con người luôn đóng vai trò trung tâm. Chính vì vậy, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống tội phạm không được phép dẫn tới nạn phân biệt đối xử. Nước Đức cũng nỗ lực xây dựng một khung pháp lý quốc tế về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên cơ sở quyền con người, dân chủ và nhà nước pháp quyền. Đây là hình ảnh Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 12 cũng lên án việc kết án 9 năm tù đối với tác giả Việt Nam Phạm Đoan Trang. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ liên minh tự do trực tuyến, chúng tôi cũng nỗ lực thúc đẩy bảo vệ quyền riêng tư, tự do biểu đạt, tự do báo chí trên Internet. Các quyền con người là phổ quát đối với tất cả mọi người và mọi nơi, thông cáo cho biết. Trang Facebook của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam hôm 14 tháng 12 thì có bài viết và có hình ảnh video về tự do báo chí. Bản tiếng Việt của bài viết nói rằng xã hội dân chủ sẽ không thể tồn tại nếu thiếu tự do báo chí. Các nhà báo có quyền tự do và độc lập khi đưa tin về những vấn đề mà công chúng quan tâm mà không bị cản trở bởi những người có quyền lực. Tuy nhiên, trên khắp thế giới, nhiều nhà báo đang bị trả thù hoặc đối mặt với tình trạng bạo lực hay tù tội chỉ vì họ đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Trước đó vào hôm 10 tháng 12, nhân ngày nhân quyền quốc tế, Đại sứ Anh Chris Hevart cùng nữ đại sứ Canada Paul cũng công bố video và nói rằng chúng tôi cảm ơn tất cả các nhà báo trên khắp thế giới, những người đã phản ánh những bất công cho chúng tôi thật sự. Biết sự thật để chúng ta có thể được tự do suy nghĩ và phản biện về thế giới xung quanh, đồng thời tưởng nhớ tất cả những nhà báo đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ của mình.